gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình tin tức cùng SET TV. Và ngay sau đây là một vài bản tin có trong ngày, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu cho phần tin tức buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi một vài bản tin xoay quanh Hoa Kỳ. Ông Trump đối mặt với nguy cơ bị cấm nhập cảnh gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng chục quốc gia và các vùng lãnh thổ có quy định về hạn chế người mắc trọng tội nhập cảnh đều có thể ảnh hưởng đến ông Trump sau khi bị kết tội tại New York. Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng cho ngôi sao người lớn Stormy Daniels nhằm để ém thông tin bất lợi khi ra tranh cử vào năm 2016. Những cáo buộc này đều là trọng tội cấp Y, trọng tội cấp thấp nhất ở New York với các hình phạt như là quản chế, phạt tiền, ngồi tù lên đến 4 năm. Luật pháp Mỹ phân ra tội nhẹ và trọng tội. Tội nhẹ là các hành vi không quá nghiêm trọng bị phạt tù không quá một năm, phạt tiền hoặc là phục vụ cho cộng đồng. Trọng tội là những tội có những hành vi lĩnh án lên trên một năm tù, thậm chí là án tử. Việc bị coi là người mắc trọng tội đang khiến cho cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ gặp bất lợi và khó khăn với việc đi đến các quốc gia, các vùng lãnh thổ có yêu cầu nghiêm ngặt. Theo dữ liệu từ World Population Review, 16 quốc gia và các vùng lãnh thổ có quy định về hạn chế người phạm trọng tội nhập cảnh, bao gồm như là Mỹ, Anh, Argentina, Australia, Canada, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Iran, Israel, Nhật Bản, Kenya, New Zealand, Nam Phi và đảo Đài Loan và đặc khu Macau. Mỗi nơi đều có quy định với các mức độ khắt khe khác nhau. Canada có thể cấm nhập cảnh nghi phạm mắc trọng tội dù chưa biết người đó có kết luận thật sự là có tội hay không. Trong khi đó, tại Nhật thì quy định cấm nhập cảnh áp dụng cho người kết án một năm tù trở lên. Ngoài ra thì còn có 22 quốc gia và các vùng lãnh thổ không thường xuyên kiểm tra án tích với người nước ngoài khi nhập cảnh, nhưng có thể ngẫu nhiên kiểm tra và từ chối nhập cảnh nếu phát hiện người đó mắc trọng tội. Danh sách này thì sẽ bao gồm như là Brazil, Campuchia, Chile, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Ireland, Malaysia, Mexico, Morocco, Nepal, Peru, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Tanzania, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, UAE và đặc khu Hồng Kông. Tuy nhiên thì có khả năng các lãnh đạo quốc tế sẽ dành ngoại lệ cho cựu tổng thống Donald Trump nếu như ông đắc cử vào năm nay. Cựu tổng thống Mỹ George Bush từng nộp đơn xin miễn trừ đặc biệt nếu mà nhập cảnh Canada khi chính thức thăm nhóm này. Tổng thống Mỹ George Bush từng nộp đơn xin miễn trừ đặc biệt nhập cảnh Canada khi thăm chính thức nước này do ông từng nhận tội lái xe trong lúc say rượu vào năm 1976. Tội này được coi là tội nhẹ ở Mỹ. Ông Trump hiện giờ chưa công bố có kế hoạch ra nước ngoài nên những hạn chế trên chưa ảnh hưởng tới ông. Thẩm phán New York Juan Merchan đã kết án ông Trump vào ngày 11 tháng 7 sắp tới và sẽ không áp đặt hạn chế di chuyển, đi lại với cựu tổng thống trong thời gian này. Giới quan sát cho biết thì ông cho rằng nhiều khả năng không phải ngồi tù do ông không có tiền án và vi phạm không mang tính bạo lực. Trước đó, thì cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 30 tháng 5 tính theo giờ của địa phương, thì Tòa án Hình sự Manhattan, New York đã đệ đơn bồi thẩm đoàn kết tội ông với 34 tội danh, trong đó có truy tố về vụ cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong năm tranh cử năm 2016. Nhiều người đã tụ tập bên ngoài như các địa điểm gắn liền với ông Trump để chờ đợi phán quyết. Theo thông tin ghi nhận, thì những gương mặt lớn trong giới nhà tài trợ đảng Cộng Hòa đã dồn dập ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump sau khi tòa hình sự ở bang New York chính thức công bố kết luận tội ông của bồi thẩm đoàn. Vào tối ngày 30 tháng 5 tính theo giờ của địa phương, thì bồi thẩm đoàn ở phiên tòa New York đã thống nhất cựu Tổng thống Donald Trump phạm 34 tội danh trong phiên xử cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy những khoản chi tiền nhằm đổi lấy sự im lặng cho ngôi sao người lớn Stormy Daniels vào năm 2016, tức là năm bầu cử Tổng thống Mỹ của ông. Đối với nhiều nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa, thì phiên tòa xét xử hành vi đang đàn áp chính trị, tìm cách làm suy yếu ứng viên Tổng thống của đảng nước này và trước ngày 5 tháng 11 sắp tới. Vì thế, nhiều đại gia hiện tại đang gom góp tiền để mà tài trợ, bao gồm cả tỷ phú sòng bài Mariam Alderson, trùm khách sạn Robert Bigelow. Sau khi mà nghe kết luận từ phía bồi thẩm đoàn đã lập tức lên tiếng ủng hộ ông Trump và cam kết sẽ chi những khoản này để nhằm cứu trợ cựu tổng thống trong chiến dịch kỵ đua vào Nhà Trắng. Theo ông Bigelow tuyên bố, thì ông sẽ chuyển cho cựu tổng thống Donald Trump 5 triệu USD như lời đã hứa, bên cạnh hơn 9 triệu USD tiền tài trợ trước đó. Ông Don Tapia từng giữ chức đại sứ Mỹ tại Jamaica khi ông Trump làm tổng thống cho biết ông và gia đình người thân sẽ gửi thêm 1 triệu USD cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa.
Chúng tôi quyết định đặt cược toàn bộ cho ông Trump, theo trang Reuters dẫn lời từ ông Tapia, người phản đối quyết định của bồi thẩm đoàn tại tòa án New York. Một nhà đầu tư công nghệ tại thung lũng Silicon Valley tên Sean McGurry đăng tải trên trang mạng xã hội X có tên cũ là Twitter cho rằng sẽ ủng hộ thêm cho ông Trump thêm 300.000 USD. Tôi cho rằng hệ thống tư pháp của Mỹ đang bị biến thành vũ khí chống lại Trump, ông McGurry chia sẻ. Nhà đầu tư này cho biết ông từng ủng hộ bà Hillary Clinton đảng Dân Chủ trước đó, trước khi mà chuyển sang ủng hộ cho ông Trump vào năm 2021, sau khi cuộc rút quân đầy hỗn loạn của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khỏi Afghanistan. Ông McGurry cũng khẳng định trước đó chưa từng tài trợ cho ông Trump khi tranh cử. Theo trang Reuters cho biết hiện giờ thì các cuộc phỏng vấn của các hãng tin đang phản ánh sự ủng hộ sâu rộng với giới tài trợ cho ông Trump, bất chấp thất bại về pháp lý của các ứng viên đảng Cộng Hòa. Những gì diễn ra dự báo ông Trump sẽ tiếp tục giành được nhiều sự ủng hộ quan trọng hơn nữa trong cuộc chiến với Tổng thống Biden, bao gồm cả phố Wall, ngành công nghệ, ngành dầu khí. Đảng của Thủ tướng Ấn Độ được dự báo thắng tổng tuyển cử. Liên minh do đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi lãnh đạo được dự báo thắng tổng tuyển cử và ông giành được nhiệm kỳ thứ ba. Các điểm bỏ phiếu ở Ấn Độ vào ngày 1 tháng 6 tính theo giờ của địa phương đã kết thúc 6 tuần bầu cử với 968 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cái nóng như thiêu đốt của mùa hè tại Ấn Độ hiện giờ. Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6 sắp tới. Thủ tướng Narendra Modi, 73 tuổi, được cho là sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ ba này. Theo kết quả thăm dò hậu bỏ phiếu, thì khảo sát của cử tri cho hay ngay khi mà họ rời khỏi điểm bầu cử, kênh tin tức NDTV công bố Liên minh Đảng Dân Chủ Quốc gia NDA do đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Modi lãnh đạo có thể giành được hơn 350 ghế trong Hạ viện, gồm 543 thành viên. Số ghế tối thiểu giành được chiến thắng đó chính là 272. Trong khi đó, thì Liên minh Đối lập do đảng Quốc đại lãnh đạo dự kiến giành hơn 120 ghế. NDA hay còn gọi là Đảng Dân Chủ Quốc gia từng giành 353 ghế trong cuộc bầu cử vào năm 2019. Tuy nhiên, Reuters đưa tin thì lưu ý các cuộc thăm dò ở Ấn Độ vẫn chưa có kết quả đúng hay là sai, đa số sẽ là sai. Giới phân tích cho rằng rất khó để dự đoán đúng với kết quả bầu cử ở quốc gia rộng lớn và đa dạng này. Ông Modi từng lãnh đạo đảng Bharatiya Janata BJP đã từng giành chiến thắng vang dội vào năm 2014 và năm 2019, phần lớn là nhờ sự ủng hộ của các tín đồ đạo Hindu, tôn giáo chính của Ấn Độ hiện giờ. Trong những năm lãnh đạo đất nước, thì ông đã xây dựng một hình ảnh nhà đấu tranh tích cực cho đức tin của đa số người Ấn Độ. Tôi đã bỏ phiếu về sự tăng trưởng và phát triển của đất nước. Chỉ có một lãnh đạo mà tôi biết, đó chính là Narendra Modi, và tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy, theo một cử tri cho biết. Hình ảnh của ông Modi được củng cố nhờ sức mạnh ngoại giao và kinh tế ngày càng tăng trưởng của Ấn Độ. Quốc gia đã vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới vào năm 2022. Ấn Độ giành được nhiều sự tôn trọng và tín nhiệm của nhiệm kỳ thủ tướng Modi. Bây giờ thì mọi người tôn trọng đất nước và người dân Ấn Độ hơn. Điều này đã chưa từng xảy ra, theo một cử tri chia sẻ. Và nếu đắc cử thì ông Modi sẽ là thủ tướng thứ hai ở Ấn Độ sau cố lãnh đạo Jawaharlal Nehru giành được nhiệm kỳ thứ ba, ba kỳ liên tiếp. Không có giới hạn về nhiệm kỳ với chức vụ này, thủ tướng là người lãnh đạo hoặc là liên minh các đảng giành thế đa số tại Hạ viện. Ấn Độ đã bỏ phiếu theo 7 giai đoạn để mà giảm gánh nặng hậu cần, tổ chức và tổng tuyển cử ở quốc gia đông nhất thế giới. Tỷ lệ cử tri đi bầu giảm vài điểm phần trăm so với cuộc tổng tuyển cử vào năm 2019. Giới chức bang miền đông Bihar vào ngày 31 tháng 5 tính theo giờ của địa phương cho biết đã có 10 nhân viên bầu cử đã tử vong vì sốc nhiệt một ngày trước đó. Venus Ginseng USA là công ty đầu tiên nghiên cứu, sản xuất và đưa hắc sâm Hàn Quốc 6 tuổi vào Hoa Kỳ. Sản phẩm hắc sâm được đài truyền hình SET bảo chứng về chất lượng. Hắc sâm cao cốt 240g với hàm lượng ginsengoside cao nhất trên thị trường, với công dụng bồi bổ cơ thể, nâng cao trí nhớ, giảm cholesterol và cải thiện bệnh tiểu đường. Giá 360 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm nước cô đặc Power Time hộp 30 gói rất tiện dụng, giá 180 đô mua 2 tặng 1. Hắc sâm viên tinh chất 180 viên, giá 320 đô mua 2 tặng 1. Venus Ginseng Beauty Forever là sản phẩm kết hợp giữa hắc sâm 6 tuổi và những liệu chất tuyệt vời. Sản phẩm với hai dạng: viên tinh chất giá 270 đô hộp 180 viên, dạng nước giá 260 đô hộp 30 gói, mua 2 tặng 1. Ngoài ra, khi order các sản phẩm hắc sâm Hàn Quốc, quý khách sẽ còn được nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn, giá trị và đầy bất ngờ. Venus Ginseng USA, liên lạc order tại 714-868-6868 hoặc order online tại sethomeshopping.com.
Trung Quốc tuyên bố khó tham dự hội nghị hòa bình Ukraine. Vừa qua, thì Trung Quốc đã nói nước này khó tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ do điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu của Bắc Kinh. Công tác tổ chức hội nghị vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của Trung Quốc và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, do đó Trung Quốc khó mà tham dự. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã chia sẻ vào cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 31 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. Bà Mao chia sẻ không nói cụ thể những vướng mắc đang cản trở nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh của hòa bình Ukraine sắp tới sẽ là gì. Hiện chưa rõ nếu các yêu cầu này được đáp ứng thì Trung Quốc có cử đại diện tham gia hội nghị hay không. Theo trang Reuters dẫn lời trước đó thì cùng ngày dẫn các nguồn tin Trung Quốc cho biết đã thông báo với các nhà ngoại giao Thụy Sĩ rằng Bắc Kinh sẽ không tham dự hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Luzon của Thụy Sĩ từ ngày 15 tới ngày 16 tháng 6 sắp tới mà không có sự tham gia của Nga. Ukraine muốn coi hội nghị là nơi để gây áp lực lên Nga và thúc đẩy hòa bình theo sáng kiến của Kiev. Moscow hiện giờ đã bác bỏ và tuyên bố sự kiện này vô nghĩa. Hơn 80 quốc gia trong số 160 phái đoàn được mời đến đã xác nhận tham gia hội nghị, theo thông báo từ Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 26 tháng 5 trước đó cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nên tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo Bắc Kinh thì bà Mao Ninh đã nhấn mạnh bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào về hòa bình Ukraine cũng đều cần sự hiện diện của Nga. Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng hội nghị hòa bình quốc tế cần có sự công nhận của Nga và cả Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận thẳng thắn về mọi kế hoạch hòa bình. Nếu không thì hội nghị khó mà có thể đóng vai trò thực chất trong việc vãn hồi hòa bình, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. Bà Mao hiện giờ cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình theo cách riêng của chúng tôi, duy trì liên lạc với tất cả các bên và cùng nhau xây dựng điều kiện cho một giải pháp chính trị để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ sự ủng hộ với giới chức của Trung Quốc tổ chức hội nghị hòa bình giải quyết khủng hoảng tại Ukraine. Theo ông thì nếu được Trung Quốc tổ chức hội nghị sẽ là sự tiếp nối của các nỗ lực tạo điều kiện cho giải quyết khủng hoảng. Các nhà ngoại giao của Trung Quốc và Brazil vào ngày 23 tháng 5 tính theo giờ của địa phương công bố đồng thuận 6 điểm về lập trường trong tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột ở Ukraine. Trong đó, khẳng định đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất. Hai nước này ủng hộ tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế vào thời điểm phù hợp khi mà cả Nga và Ukraine đều được công nhận. Houthi tuyên bố tập kích tên lửa vào tàu sân bay của Mỹ. Lực lượng Houthi tuyên bố phóng loạt tên lửa nhằm vào tàu USS Dwight Eisenhower của Mỹ để mà trả đũa các vụ không kích của Yemen trước đó. Lực lượng tên lửa và hải quân Yemen đã tiến hành chiến dịch hiệp đồng nhằm vào tàu sân bay USS Dwight Eisenhower của Mỹ đang hoạt động ở khu vực Biển Đỏ, sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình và đạn đạo. Yahya Seri, người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen, cho biết vào ngày 31 tháng 5 tính theo giờ của địa phương. Quan chức Houthi nói rằng đây là hành động hợp pháp nhằm để trả đũa những cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào thủ đô Sana'a cùng nhiều khu vực tại tỉnh Hodeidah và Taizi, và những khu vực này cũng như duy trì sự ủng hộ với người dân Palestine tại dải Gaza. Lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại trả đũa trực diện và chớp nhoáng đối với những hành động hung hăng nhằm vào lãnh thổ Yemen bằng cách tấn công các mối đe dọa và mục tiêu thù địch của Mỹ, Anh tại Biển Đỏ và Biển Arab. Theo ông Sari cũng nói thêm, giới chức Mỹ hiện giờ chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào hết. Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, đơn vị phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trước đó thông báo đã tấn công 13 mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen để ngăn cản nhóm vũ trang này tập kích tuyến hàng hải quốc tế trong khu vực. Quan chức Houthi cũng nói rằng có ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương, trong đó nhiều là dân thường sau khi loạt tập kích liên quân của Mỹ, Anh. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm để ủng hộ cho người dân tại dải Gaza, nơi Israel đang triển khai chiến dịch trả đũa vụ tấn công vào tháng 10 năm 2023 của Hamas. Giới chức Mỹ cho biết Houthi đã hàng chục lần tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ, bắt một tàu hàng và đánh chìm một phương tiện. Từ giữa tháng 1, thì liên quân do Mỹ đã bắt đầu nhiều lần dẫn quân tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm để đáp trả và ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm vào các mục tiêu và tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đang phải đặt dấu chấm hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì của chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ các cuộc tập kích trên Biển Đỏ. Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng H6
sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt thích hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Và phần tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức cùng SET TV ngày hôm nay. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.